Hello, Ngoại Đồng Biết xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em. Rất vui được gặp lại anh chị em trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam trưa ngày hôm nay, ngày 25 tháng 3. Tối ngày hôm qua thì có lẽ là anh chị em chúng ta cũng đã được thưởng thức một trận đấu mà có thể nói là rất là nhiều cảm xúc cũng như là sự tiếc nuối dành cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên phải thừa nhận một điều, Oman họ đã thi đấu rất hay và họ hoàn toàn xứng đáng giành được chiến thắng ngay trên sân quốc gia Mỹ Đình. Nhưng tất nhiên là các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có rất là nhiều sự tiếc nuối. Tiếc nuối ở đây đó là chúng ta cũng đã có những cơ hội để có thể tiếp cận khung thành của Oman và chúng ta cũng đã có những tình huống gây sóng gió. Tuy nhiên, thủ môn Ibrahim, thủ môn của Oman thi đấu ngày hôm qua có thể hình rất là tốt và thứ hai nữa là phản xạ của thủ môn này quá là xuất sắc. Đã có những tình huống cứu thua có thể nói là khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là những khán giả ở trên sân Mỹ Đình. Ngày hôm qua theo như thống kê thì có hơn 7.000 khán giả đã liên tục phải ồ lên tiếc nuối với những tình huống mà Ibrahim đã tung người để cản phá những pha dứt điểm của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Theo như thông tin mà mình vừa mới nhận được thì là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã bị rách bắp chân và chính vì vậy mà anh sẽ không thể cùng với các đồng đội của mình sang Nhật Bản để thi đấu. Ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ lên đường mà không có hai cái tên khác. Ngoài Nguyễn Tiến Linh ra thì còn có trung vệ Nguyễn Thành Trung. Lý do là Trung đã nhận hai thẻ vàng và bạn ấy sẽ phải vắng mặt ở trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối FIFA World Cup gặp đội chủ nhà Nhật Bản trên sân Saitama. Một cầu thủ khác cũng sẽ không đồng hành với đội tuyển Việt Nam sang Nhật Bản, đó là thủ môn Vũ Tuyên Quang. Lý do Vũ Tuyên Quang đi không phải... Xin lỗi, lý do thủ môn Vũ Tuyên Quang không đi Nhật Bản không phải là vì bạn ấy không đáp ứng được yếu tố về chuyên môn. Ở đây, lý do Vũ Tuyên Quang không đi Nhật Bản được là vì không được cấp visa. Visa của bạn ấy khi mà xin để đăng ký xin đi Nhật Bản đợt này thì đã bị từ chối. Và chính vì vậy mà bạn ấy đã không thể cùng với đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sang để chuẩn bị đối đầu với đội tuyển Nhật Bản. Mặc dù vậy thì với người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì có lẽ là cũng sẽ không quá lo lắng. Bởi ngoài hai thủ môn đó là Trần Nguyên Mạnh và Bùi Tấn Trường thì khi đội tuyển Việt Nam sang Nhật Bản sẽ hội quân với một cầu thủ nữa, đó là thủ môn Đặng Văn Lâm, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Cerezo Osaka. Đặng Văn Lâm thì ở thời điểm này đã bình phục chấn thương và có thể là quay trở lại để hội quân với đội tuyển Việt Nam. Đây có lẽ là một thông tin cũng vui dành cho những ai yêu mến thủ môn Đặng Văn Lâm, cũng như là mong đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có được một kết quả chấp nhận được khi thi đấu trên sân của đội tuyển Nhật Bản. Bây giờ thì chúng ta cùng với nhau sẽ tranh thủ tương tác luôn. Mình cũng vừa mới đáp chuyến bay về lại Sài Gòn và phải thừa nhận là sự khác biệt về thời tiết rất là rõ ràng. Khi mà mình ở ngoài Hà Nội mấy ngày hôm nay thì mưa gió và thời tiết thì khá là lạnh, mặc hai áo thì vẫn thấy rất là lạnh. Trong khi đó thì vừa trở về tới Sài Gòn, bước ra khỏi cái máy bay thôi là cảm nhận được cái sức nóng. Và lúc nãy theo như nhiệt độ mà mình đo được là 35 độ C. Về tới nơi là mặc ngay cái áo phông này rất là thoải mái luôn cả nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ giao lưu tương tác luôn trong lúc mà mình chiếu lại cái phần mà ngoài đường pit hôm qua đi tác nghiệp ở sân Mỹ Đình. Mình cảm ơn bạn Thiên Nguyễn, bạn Lê Hồng Phong, bạn Phúc Nguyễn đã gửi lời chào đến mình. Bạn Phúc Nguyễn có bình luận là đội tuyển Việt Nam thua tiếc quá anh. Đúng là chúng ta thua tiếc vì chúng ta cũng có những cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận một điều là Oman họ cũng hoàn toàn xứng đáng giành được chiến thắng với những gì mà họ đã thể hiện. Ở hiệp 1, trong khoảng 10 phút đầu tiên, Oman nhường thế trận cho chúng ta để họ thăm dò thực lực. Nhưng mà khi đội tuyển Oman họ bắt đầu đẩy đội hình lên
thì đó cũng là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta gặp quá nhiều khó khăn. Tương tự như vậy thì khi mà hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã có 20 phút đầu hiệp 2 thi đấu rất tưng bừng với hàng loạt những tình huống tấn công nguy hiểm. Trong đó có một loạt các cú sút phạt góc của Công Phượng, của Quang Hải đã tạo ra sóng gió cho khung thành của thủ môn Ibrahim. Nhưng mà tụ chung lại thì chỉ bằng một vài tình huống phản công cũng như là những tình huống thực hiện các cái cú sút cố định đến từ những cái vị trí đá cố định như là phạt góc thì là Oman họ đã lập tức là gây sóng gió cho khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Trong đó thì có cái bàn thắng của Khalifa, một pha đánh đầu mà có thể nói là Nguyên Mạnh hay bất kỳ thủ môn nào thì cũng khó mà cản phá được một pha đánh đầu quá là mạnh, quá là hiểm hóc và quá là đẹp mắt của Khalifa. Xin chào bạn Tùng Vũ, xin chào bạn Thế Phương. Anh ơi, các buổi tập gần đây của Hoàng Anh Gia Lai em không thấy Barbosa, hình như anh ấy về Brazil đúng không anh? Đội tuyển bây giờ, câu lạc bộ bây giờ thì đang tập luyện thì làm gì có ai được rời khỏi câu lạc bộ ở thời điểm này. Cho nên là đang tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới thì không có lý do gì mà phải về Brazil cả, bất kỳ một công việc nào. Đang là cầu thủ chuyên nghiệp, đang thuộc biên chế của câu lạc bộ mà em, sao mà vắng mặt được. Bạn Tiêu Thị Thu Đẹp, sao thầy không gọi Minh Vương? Ở thời điểm này thì Minh Vương bị COVID-19 cho nên là bạn ấy cũng vừa mới bình phục thôi và chắc chắn là sẽ không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển rồi. Bạn Lê Duy thì có hỏi là Tiến Linh đi không anh? Tiến Linh thì sẽ ở nhà. Bạn ấy bị rách bắp chân và vì vậy mà rách cái cơ nên là bạn ấy phải ở nhà để tập phục hồi. Bạn David Bo, gần như là đội tuyển Việt Nam mất nguyên đội hình chính rồi anh. Đúng rồi, thì chúng ta cũng thấy rồi, mất rất là nhiều các cầu thủ. Tiến Linh thì coi như là cũng sẽ ở nhà rồi nè. Trước đó thì các bạn cũng thấy rồi, Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, có rất là nhiều những cái tên. Rồi ở tuyến giữa thì là Hoàng Đức, là Đức Huy, có rất là nhiều các cầu thủ lần lượt đã phải ở nhà. Đó có thể nói là một cái thiệt thòi rất là lớn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở cái trận đấu với đội tuyển Nhật Bản tới đây. Trước khi mà chúng ta tiếp tục thì là mình cũng xin giới thiệu cảm ơn thương hiệu supersport.com.vn đã đồng hành cùng với Ngoài Đường Pitch cũng như là Vlog Ngoài Đường Pitch trong các chương trình livestream, các chương trình về bóng đá Việt Nam. Cả nhà có thể là ấn vào cái link mà mình đã ghim ở phía trên của phần tương tác để có thể là tham khảo những cái sản phẩm đang được giảm giá lên tới 50% để chào đón mùa hè của 2022. Trên màn hình thì cả nhà cũng thấy là những lá đại kỳ đã được kéo lên ở trên khán đài D của sân quốc gia Mỹ Đình. Một cái hình ảnh có thể nói là cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ là ấn tượng. Và ngày hôm qua thì các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã thi đấu đầy nỗ lực, đầy cố gắng. Và chúng ta cũng sẽ phải công nhận một điều, phải ghi nhận những cái nỗ lực của họ bởi ngày hôm qua các cầu thủ đã có những cái thời điểm mà mang đến cái cảm xúc rất là hào hứng cho người hâm mộ chúng ta. Bởi có những cái thời điểm mà đội tuyển của chúng ta đã chơi ép sân và tạo được những cái tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Ibrahim. Bạn Chi Mai, chào Hữu Dũng, đội tuyển đã thua nhưng tiếc nội nhiều và lực lượng cầu thủ vì chấn thương và bị Covid nên chấp nhận thôi. Đẳng cấp của Oman vẫn hơn đội tuyển Việt Nam. Đẳng cấp của đội tuyển Oman có thể nói là nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Chúng ta phải chấp nhận một cái thực tế như vậy. Họ vẫn đến từ một nền bóng đá có đẳng cấp ở châu lục. Và chính vì vậy mà ngày hôm qua chúng ta thua, nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận một điều là họ nhỉnh hơn. Nhưng chúng ta cũng nhìn thấy được những cái hy vọng rằng là cái khoảng cách của bóng đá Việt Nam so với nhóm các đội bóng ở trong top 10 của châu Á
vẫn đang được rút ngắn mỗi ngày mỗi ngày. Chúng ta cảm thấy rằng là cái khoảng cách nó không còn quá là chênh lệch so với ngày trước. Đó cũng đã là một cái điều rất là vui cho bóng đá Việt Nam của chúng ta rồi. Bạn Lê Duy xác định Việt Nam sẽ văng khỏi top 100 sau khi gặp Nhật Bản là chắc chắn rồi. Ừ, đúng vậy. Tại vì các cái trận đấu thì sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng của FIFA. Nên là việc chúng ta để thua thì đương nhiên là sẽ bị trừ điểm. Đương nhiên là chúng ta sẽ, cái thứ hạng của chúng ta nó sẽ bị tụt xuống thôi. Bạn Lazada hôm qua có nhiều pha tạt bóng bổng nhưng nó không hiệu quả. Hôm qua thì có một số tình huống tạt bóng bổng của Văn Thanh thực sự là không tốt. Tuấn Anh ngày hôm qua cũng cho thấy là bạn ấy có vấn đề về thể lực. Rõ ràng là đây là những cầu thủ mà ngoài đường pitch đã quan sát rất là kỹ ở trên sân. Và mình thấy có những thời điểm, đặc biệt là có một tình huống mà Tuấn Anh cướp được quả bóng, dẫn lên 3 nhịp. Nhưng cái bạn ấy tự nhiên chần chừ và bạn ấy tiếp tục đi bóng, dẫn đến là cầu thủ của Oman kè người ngay phía sau và đẩy Tuấn Anh té ngã, trái banh văng ra ngoài và bị cướp được. Cái điều đó khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo, ông nhảy ra và ông phản ứng rất là mạnh với Tuấn Anh, theo kiểu nhắc nhở là cái tình huống đó tại sao lại không truyền bóng đi, để đơn giản hóa cái vấn đề mà rườm rà như vậy. Đó, cái hành động, cái phản ứng đó rất là nhanh của huấn luyện viên Park Hang-seo và rất là dữ dội. Cho nên là sau cái tình huống đó thì mình thấy là Tuấn Anh điều tiết lại, và các cái tình huống xử lý bóng tiếp theo của bạn ấy thì bạn ấy hạn chế cầm bóng nhiều, mà bạn ấy có bóng là bạn ấy lập tức là đưa bóng đi. Bạn Nhật Nguyên Official, Lê Văn Xuân bị lật cổ chân và không đi Nhật Bản cùng đội tuyển Việt Nam, có đúng vậy không anh? Ở thời điểm này mình không có thông tin gì về trường hợp của Lê Văn Xuân. Sáng ngày hôm nay thì đội tuyển đã có một buổi tập và như là tối ngày hôm nay là bay đi Nhật rồi. Nguyễn Thành Nam, hôm qua anh quay đúng cảnh của hội cổ động viên Nam Định ở Mỹ Đình đấy anh. Họ ngồi A8 và chơi bài Lời Quê Hương rất hay. Cảm ơn bạn Nguyễn Thành Nam. Cảm ơn buổi trưa ngày hôm qua, một buổi trưa giao lưu nói chuyện rất là vui. Đúng là hôm qua là hội cổ động viên của Nam Định. Vì mình ngồi ở trên khán đài và mình nghe cái dàn kèn thổi thì mình mới tò mò, mình hỏi các anh em đồng nghiệp là ủa cái dàn kèn mà thổi ở cái góc khán đài A đó là của ai? Thì là mấy anh em mới chia sẻ là đó là hội cổ động viên Nam Định đó, cái dàn kèn, cái kèn, dàn kèn đồng đó là đặc sản của Nam Định đó. Mình cũng rất là bất ngờ và rất là thú vị, cảm thấy rất là vui. Bạn Viết Hiệp, sắp tới Dũng có dự định đi về câu lạc bộ nào không? Có, mình kế hoạch của mình là đi liên tục cho nên là mình cũng chưa có kế hoạch chính xác là sẽ đi đến câu lạc bộ nào. Mình sẽ nghỉ ngơi đến đầu tuần và sau đó mình sẽ xác định các địa điểm tiếp theo mà mình đi, và cứ thế mà mình bay đi lên đường để tác nghiệp thôi. Chuyến đi Hà Nội vừa rồi của mình có thể khẳng định một điều là thất bại về mặt nội dung, thất bại về mặt gọi là view, là like, là share, nhưng mà được một cái bù đắp lại, đó là tình cảm của những anh chị em khán giả. Mình có dịp được giao lưu với hội của cổ động viên của Phố Hiến, có anh Khiêm, anh Tiến, anh Được và chú Bính. Rồi mình có dịp được giao lưu với bạn Nguyễn Thành Nam vào trưa ngày hôm qua. Nam là cổ động viên của bên đội Nam Định. Đó, rất là vui. Nói chung là được giao lưu. Còn về cái chuyến đi Hà Nội vừa rồi của mình thì mình khẳng định một điều là cực kỳ thất vọng. Toàn bộ những nội dung mình sản xuất, mình cảm thấy rằng là chất lượng nội dung làm rất ok, nhưng về mặt view thì gọi là thất bại thảm hại. không được nổi 10.000 view nữa. Có những clip được 1-2.000 view và đó là cái điều mà mình không tưởng tượng nổi. Mình đã nỗ lực rất là nhiều và mình cũng đã đi rất là nhiều như vậy, nhưng không hiểu là vì một lý do như thế nào mà YouTube họ không đề xuất hay là họ như thế nào đó. Thực sự là rất là thất vọng về chuyến đi vừa rồi. Hy vọng rằng là những chuyến đi tiếp theo của mình thì sẽ khả quan hơn về mặt lượng view. Bởi dù sao thì
trách nhiệm của mình là vẫn phải đáp ứng được cái lượng view theo như mong muốn của những nhà tài trợ mà đồng hành với mình. Thực sự là cũng đây có là một cái bài học rất là lớn về việc là mình có nên thay đổi lại một chút về cái nội dung mang tính là gắt hơn một xíu hay không. Tại vì mình thì luôn cố gắng giữ cái quan điểm chung dung về mọi vấn đề, nhưng mà có lẽ là cũng sẽ phải thay đổi lại một chút gì đó về nội dung để có thể là câu view hơn chẳng hạn, thu hút mọi người hơn. Bạn Thế Phương, chắc năm sau Việt Nam mới có thể triệu tập đầy đủ các cầu thủ trụ cột. Tình hình dịch Covid thì nói chung là nó cũng ảnh hưởng, cho nên là bây giờ là cứ theo đúng cái nghĩa là cố gắng là liệu cơm gấp mắm, xử lý kiểu như là lúc nào có được bao nhiêu cầu thủ thì sẽ sử dụng bấy nhiêu cầu thủ. Tất nhiên là cái điều này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái yếu tố về chuyên môn của đội tuyển. Nhưng mà các bạn cũng thấy rồi, cũng rất nhiều đội tuyển họ cũng bị ảnh hưởng bởi cái câu chuyện liên quan đến dịch bệnh Covid. Và vì vậy mà việc mà lúc nào cũng có trong tay được một cái tập hợp ưng ý nhất thì mình nghĩ rằng là rất là khó. Vì không ai nói trước được về tình hình dịch bệnh mà. Ngay cả một số trường hợp như là Hoàng Đức chẳng hạn, các bạn thấy rồi đó. Hoàng Đức cũng đã dương tính rồi, nhưng mà đúng vào thời điểm chuẩn bị thi đấu thì bạn ấy bị tái nhiễm. Đó là cái điều không ai mong muốn. Và mình nghĩ rằng là mọi đội bóng bây giờ luôn phải có những cái phương án dự phòng và phải chuẩn bị cả về chiến thuật, về chuyên môn, làm sao đó cho các cầu thủ dự bị họ cũng sẽ phù hợp với cái chiến thuật đó. Bạn David Bo, em có thấy báo đưa tin là Lê Văn Xuân bị lật cổ chân nên cũng không đi Nhật anh ạ. Cảm ơn bạn David Bo, nhưng mà đến thời điểm này thì mình chưa có thêm thông tin nào nữa nên là mình cũng không dám chia sẻ. Để mình hỏi luôn bên đội tuyển đi cho chắc. Mình nhắn rồi, đợi một xíu đi cả nhà. Khi mà có thông tin thì Dũng sẽ chia sẻ ngay lập tức luôn. Ok rồi, chúng ta sẽ tiếp tục trong lúc mà lật cổ chân. Trời ơi, đúng rồi cả nhà ơi, bạn ấy bị lật cổ chân. Vậy là còn bao nhiêu người ta? Hôm qua là 23, bỏ Thành Trung, bỏ Vũ Tuyên Quang, bỏ Tiến Linh, giờ Văn Xuân. Vậy là còn 19 người. Chà, vậy là quá gắt cả nhà. Vậy là còn có 19 người đi. Rất là cảm ơn bạn David Bo đã chia sẻ cho thông tin này. Để vậy là mình cũng phải chuẩn bị viết lên báo, mình phải viết bài rồi. Nên là sẽ tranh thủ giao lưu với anh chị em thêm một chút nữa, chứ không mà mình lên báo chậm là mất công tòa soạn lại nhắc nhở nữa. Mình cũng mới hạ cánh về vẫn còn mệt quá. 3 giờ rồi, 3 giờ 15 rồi. Em gửi lời chào đến anh Nguyễn Văn Thịnh. Em có sang Nhật tác nghiệp không em? Anh chúc em có nhiều sức khỏe. À không ạ, em không có sang Nhật ạ. Sang Nhật là phải xin visa từ trước, phải nộp giấy tờ, sau đó họ xem xét rất là nhiều nữa, nên là em không sang được. Em thấy gắt quá. Năm nay Nhật còn khó hơn là đi qua cả Campuchia hay đi Thái Lan. Vì đi qua xong là người Việt Nam mình là bị cách ly 7 ngày. Còn nếu đi theo cái chương trình chế độ của đội tuyển thì cũng giống như là các cầu thủ, ban huấn luyện, là mỗi người sẽ ở một phòng. Như vậy là phóng viên nếu đi sang thì cũng sẽ, ban tổ chức họ cũng sẽ yêu cầu là ở chung khách sạn với đội tuyển.
cũng chỉ ở một phòng, và đến giờ đi ra sân thì họ sẽ chở ra xong họ chở về, là vẫn phải giữ một cái khoảng cách an toàn giống như là hình thức bong bóng như khép kín vậy đó. Và điều đó nó ảnh hưởng quá là nhiều đến cái việc tác nghiệp, vì như vậy là không có sản phẩm để làm. Nên là thôi, phóng viên các anh em là thống nhất là ở nhà cho nó khỏe, đi làm những cái vấn đề khác. Bóng đá Việt Nam không chỉ có đội tuyển, mà ở thời điểm này các câu lạc bộ họ cũng đang có nhiều cái sự chuẩn bị. Sắp tới thì mình sẽ lại tiếp tục, qua tuần thôi, mình nghỉ khoảng 3 ngày, đang hơi mệt một xíu, nghỉ ngơi 3 ngày sau đó lại tiếp tục lên đường với những hành trình tiếp theo. Bạn Phan Đức Hối có hỏi là Ariano Smith có sang Nhật không bác? Có, Ariano Smith vẫn đi theo đội bình thường. Thậm chí là bạn ấy đang có rất là nhiều cơ hội để có thể được ra sân thi đấu. Vấn đề ở đây là các bạn cũng biết rồi, là Thành Trung bị hai thẻ sẽ ở nhà. Và vì vậy mà Ariano Smith hoàn toàn có thể là sự lựa chọn tiếp theo của huấn luyện viên Park Hang-seo ở vị trí trung vệ của đội tuyển Việt Nam. Bạn Tiêu Thị Thu Đẹp, hôm qua đội mình kém may mắn, thương các em, cố gắng lắm rồi. Đúng vậy, chúng ta phải thừa nhận là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực, đầy cố gắng và rất là đáng ghi nhận. Bạn Cỏ và Bóng TV, huấn luyện viên Park nên dừng gọi những cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai lên tuyển những vị trí đó, nên tin dùng những kép phụ khác. Thực ra thì cái này nó là quan điểm của huấn luyện viên Park Hang-seo, và ông vẫn có một cái niềm tin nào đó dành cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ngày hôm qua thì theo như mình thì Văn Toàn đã thi đấu tốt hơn rất là nhiều so với những cái trận đấu trước đó. Ngày hôm qua Văn Toàn cũng đã bắt đầu là tìm lại được phần nào cái sự tự tin. Còn với Công Phượng thì không phải nói rồi, Công Phượng hôm qua cũng đã thi đấu rất là tốt. Chỉ có trường hợp của Văn Thanh thì ngày hôm qua theo như mình là Văn Thanh chơi tấn công, hỗ trợ tấn công là không tốt, nhưng mà phòng ngự thì tốt. Còn Tuấn Anh thì hôm qua là cho thấy rõ cái thể lực của bạn ấy đang có vấn đề. Cái này thì chắc là huấn luyện viên Kiatisak sắp tới là sẽ có rất là nhiều việc để làm với Tuấn Anh. Vì Tuấn Anh nè, rồi Xuân Trường, vì các cậu ấy là tiền vệ trung tâm của Hoàng Anh Gia Lai mà thi đấu với những cái đối thủ mà sừng sỏ đến từ châu Á như là Jeonbuk Hyundai Moto, hay là Yokohama F Marinos chẳng hạn, hay là Sydney FC, là rõ ràng đều là những đội bóng mà hay nhất, hay nhì ở các giải vô địch quốc gia của Nhật, của Hàn và của Úc rồi, thì không còn gọi là tầm thường chút nào nữa. Và chắc chắn là nếu mà đá như thế này thì rõ ràng là rất lo cho hàng tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai ở những trận đấu tới đây. Qua nhậu nhiều quá, sáng nó phê gì. Bạn Nguyễn Thành Nam, anh nhập áo Nam Định Keo Mi đi, em thành khách hàng tiềm năng luôn. Mình rất là muốn bắt tay hợp tác với Keo Mi, nhưng mà hiện tại là mình chưa tìm được cái thông tin liên hệ với bên Keo Mi. Tại vì cái này là phải làm việc với, mình chỉ làm việc với giám đốc điều hành hay là giám đốc sale của họ thôi. Nếu không làm việc với những giám đốc thì mình không có làm việc, mình không có hợp tác được. Bạn Đạt Đặng Hoàng Đức đã khỏi Covid chưa anh? Cái này thì anh không rõ đâu. Có lẽ là có khỏi hay không thì bạn ấy cũng sẽ, nếu mà bình phục thì là sẽ về câu lạc bộ để tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội thôi. Chứ còn cũng đâu có theo được đội tuyển nữa. Mình thì mong rằng là Hoàng Đức cũng sẽ sớm bình phục để có mặt thi đấu cùng với câu lạc bộ Viettel ở trận đấu rất là đáng chờ đợi vào ngày 4 tháng 4 tới, khi mà Viettel đối đầu với Hà Nội FC ở trận đấu bù của vòng 2 V-League. Bạn Viết Hiệp, chuyến vừa rồi Dũng ít view, có lẽ vì đợt này tập trung quá nhiều YouTuber cũng như đang đá U19 quốc gia. Mình thì không nghĩ là vấn đề là nhiều YouTuber hay ít YouTuber, mà vấn đề ở đây là mình nghĩ rằng là có vấn đề về thuật toán của YouTube.
chứ không phải là nhiều hay ít. Tại vì bình thường thì nhiều hay ít thì mình vẫn có được một cái, mình vẫn đảm bảo được về một chất lượng về nội dung, cho nên là mình luôn có được cái lượng người xem nhất định. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây, khoảng một tuần gần đây, thì mình bắt đầu thấy xuất hiện những cái vấn đề liên quan đến cái kênh của mình dường như là đang bị YouTube họ bóp tương tác, không biết là vì vấn đề gì, nên thực sự là cũng rất là lo lắng, mình cũng phải kiểm tra lại xem như thế nào. Bạn Tùng Vũ có hỏi là tình hình của Trọng Hoàng thế nào anh? Hôm nay em thấy thông tin bên On Football Trọng Hoàng chia sẻ thông tin anh chỉ lên Hà Nội tái khám chứ chưa hề phẫu thuật như một số thông tin trước đó. Ồ, nếu mà Trọng Hoàng mà phẫu thuật thì các bạn biết rồi là chắc chắn là sẽ phải nghỉ rất là lâu. Nên là cái vấn đề này là mình nghĩ rằng là Trọng Hoàng là đang tập thôi. Tập để kiểu giống như là giảm thiểu cái cơn đau xuống thôi. Chứ bạn ấy mà nếu mà phẫu thuật thì mình nghĩ rằng là sẽ nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Vấn đề nó không đơn giản, vì thoát vị đĩa đệm thì các bạn biết rồi. Đó là cái việc phẫu thuật thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn và chưa chắc. Và khẳng định một điều là có phẫu thuật xong thì sau này vẫn sẽ bị lại. Cho nên là chắc chắn một điều là Trọng Hoàng cũng sẽ cân nhắc việc đụng đến dao kéo. Mà cái chuyện này mà cái mổ thoát vị đĩa đệm này nó cũng hên xui lắm, mà xui xui là liệt luôn là thôi xong. Cho nên là thường là lựa chọn giải pháp là tập phục hồi cho nó hạn chế thôi. Giống như mình đây, mình cũng bị giống như Trọng Hoàng nè, mình cũng có những cái thời điểm là mình bị rất là khó chịu, đau rất là nhiều. Nhưng mà mình đi bác sĩ Trương Công Dũng thì bác Dũng bảo là bây giờ chỉ có một giải pháp là lúc đó đau quá thì là gọi là bắn subway và gọi là châm cứu điện thời điểm đó thôi, cho nó giảm đau xuống một xíu. Rồi bắt đầu là cứ thế mà mình tập, mỗi ngày sẽ tập những cái bài tập mà bác Dũng bác hướng dẫn. Tuần đầu thì uống thuốc, vừa uống thuốc nó chỉ là một phần thôi, nó không giải quyết được câu chuyện gì cả. Subway để mà giảm cái cơn đau ở thời điểm đó, rồi châm cứu điện là để giảm. Còn về lâu về dài thì mình vẫn phải tập tập như vậy, tập các cái động tác mà từ trước đến giờ mình cứ nghĩ rằng là trời ơi mấy cái bài tập thể dục này nó có cái gì đâu, nhưng mà thực ra thì nó rất là hiệu quả, nó giúp cho mình ok hơn rất là nhiều. Thì Trọng Hoàng cũng sẽ giống như mình, bạn ấy cũng sẽ phải tập kiểu đó, và qua thời gian từ 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 thì là cái chỗ đau của Trọng Hoàng nó sẽ được giảm thiểu, nó không bao giờ hết cả nhưng mà nó sẽ giảm. Rồi lúc đó có chơi bóng được hay không lại là câu chuyện khác. Trọng Hoàng bây giờ cũng đã là cầu thủ lớn tuổi chứ cũng không phải là trẻ trung gì nữa, nên là cái việc mà phục hồi là rất khó xảy ra. Hiện tại là mình biết là ngoài Trọng Hoàng, Võ Huy Toàn, rồi Sầm Ngọc Đức thì còn một số cầu thủ nữa đang ở tuổi rất là trẻ nhưng mà đã bị rồi đó. Nhưng mà vấn đề là chưa có bị đến mức độ nặng thôi, nên là mình cũng khuyên khi mà mình nghe các bạn ấy bị á, là mình cũng gửi cho các bạn ấy xem những cái bài tập, thì các bạn ấy cũng nói là tụi em vẫn đang tập giống y như vậy. Bảo ừ thôi tập đi, và cố gắng. Cầu thủ thì cái sự nghiệp nó rất là quan trọng, hạn chế lại bia rượu, tại vì bia rượu là nó tác động trực tiếp ảnh hưởng rất là nhiều đến các cái tủy sống, các cái đốt sống, với cái thoát vị, như là uống bia vô là ngày hôm sau uống bia uống rượu là cảm nhận rất là rõ liền, mệt và đau đớn lắm. Nên là mình nói là cố gắng hạn chế mấy cái đó. Bạn Thế Phương 21 à 19 người, và qua bên Nhật thêm Đặng Văn Lâm là 20 người. Cô Thảo Phạm, cô ở ngoài Hà Nội, chương trình cháu lên sóng cô đều like và ủng hộ cháu, chúc cháu mạnh khỏe và thành công. Con cảm ơn cô Thảo Phạm rất là nhiều.
Xin chào bạn là Nhật Huynh. Anh nghĩ sao khi lò PVF rất bài bản, chuyên nghiệp, huấn luyện viên nước ngoài nhưng lại ít sản sinh ra nhiều cầu thủ hay? Vấn đề ở đây là gì ta? Tại vì đây cũng là một cái câu hỏi mà không chỉ Nhật Huynh hỏi anh, mà anh cũng đã đặt ra rất là nhiều cái câu hỏi. Tại sao lò PVF họ đào tạo căn cơ, bài bản, mọi thứ đều đáp ứng đúng cái tiêu chuẩn về đào tạo chuyên nghiệp, đúng không? Cơ sở vật chất hiện đại, khang trang, sân bóng đầy đủ, đủ các cái hạng mục để mà phục vụ cho việc phục hồi chấn thương, phục hồi thể lực sau những cái bài tập, những cái buổi tập về chuyên môn chẳng hạn, tất cả đều đầy đủ hết. Nhưng mà các cầu thủ tài năng đến từ lò PVF thì chưa trình làng được nhiều. Nhưng mà về lâu về dài thì mình lại nghĩ khác. Mình nghĩ rằng là nó còn phụ thuộc vào cái năng khiếu bẩm sinh của rất là nhiều cầu thủ. Nhưng mà cũng có những cầu thủ là ví dụ mà đến một cái giai đoạn 25, 26 tuổi chẳng hạn thì họ mới phát tiết ra, lúc đó họ mới có thể là phát huy được hết cái tài năng của họ, mà trước đó thì chưa có cơ hội chẳng hạn. Cho nên là mình vẫn mong và mình vẫn chờ đợi rằng là những cái lứa mà PVF vừa đào tạo trong thời gian qua thì có thể là bây giờ chưa sáng rực rỡ như là lứa của Hà Nội, lứa của Viettel, lứa của Hoàng Anh Gia Lai liền. Nhưng mà về lâu về dài thì các bạn ấy sẽ bắt đầu phát huy và bắt đầu là sẽ thành công. Chẳng hạn như là các bạn cũng thấy rồi, trường hợp của Đỗ Hùng Dũng cũng là một cái câu chuyện. Ở cái tuổi 25, 26 thì bạn ấy bắt đầu mới tỏa sáng chẳng hạn, rồi chúng ta mới biết đến Đỗ Hùng Dũng, chứ trước đó thì cũng đâu biết. Đó là lý do mà mình cũng mong chờ rằng là lò PVF có thể thời điểm này chưa trình làng được nhiều cái tên, ngoại trừ Hà Đức Chinh, Trương Văn Thái Quý, Phạm Trọng Hóa đó, rồi Bùi Tiến Dụng chẳng hạn, thì là Ngô Tùng Quốc. Thì mong rằng là tương lai thì các bạn sẽ có thêm nhiều bạn từ lò này sẽ phát tiết ra, sẽ trưởng thành và sẽ tỏa sáng. Chứ bây giờ thì mình cũng có cái câu hỏi giống y như bạn Nhật Huynh vậy đó. Mình cũng nhìn vô mà mình thấy là đào tạo rất nhiều. Đó, như hôm vừa rồi mình đi quay đó, các bạn cũng thấy rồi, cơ sở vật chất của PVF thì còn thiếu cái gì nữa. Mọi thứ là gần Hello, như là... Hello, biết xin gửi lời chào đến anh chị quá em. Là tuyệt chiều vời ngày hôm rồi. Nay, ngày 22 tháng 3 thì đây mình là. Đang có... Cái đoạn này là mình là sau cái trận đấu là mình có đi quay nè. Sân bãi như thế này, cực kỳ điều kiện, lý tưởng cơ sở vật cho chất công ở lò PVF đã trẻ tốt như thế này, lý do gì mà lại không đáp ứng được vào phía trong hay không? Hồ bơi rồi này nọ, mọi thứ là gần như là quá là tuyệt vời. Đây, đây là các bể bơi rất là đẹp. Mọi thứ đẹp như thế này, chẳng có lý do gì mà lò PVF lại không sản sinh ra được những cầu thủ tài năng. Nhất là cái quy trình mà tuyển chọn con người của họ cũng rất là chặt chẽ. Có các chuyên gia ngoại nữa. Đây nè, đây là cái phòng gym mà đã gọi là đúng kiểu là đẳng cấp của đẳng cấp rồi. Đầy đủ các cái trang thiết bị hiện đại. Đó, cả nhà thấy không? Trang thiết bị đồ chơi như thế này chứ có phải là mà phòng là rộng như vậy. Đó, máy móc cỡ đó không? Mạnh hơn, nhanh hơn, cao hơn với cái dàn máy móc như thế này. Mình tiếp với các câu tiếp theo. Đội tuyển đã cố gắng như chưa may mắn lắm. Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh Hoàng Nguyễn rất là nhiều ạ. Anh Lưu Quyết. Văn Thanh hôm qua truyền bóng sai rất nhiều lần. Làm nhiều pha nguy hiểm cho đội tuyển Việt Nam. Đúng như vậy. Hôm qua Văn Thanh mỗi lần lên tấn công, bạn ấy có những cái đường truyền sai địa chỉ. Hoặc là những cái đường truyền bóng bổng là bóng đi luôn. Bóng đi nhưng mà người thì chưa tới. Hoặc là người ở lại. Nên là... rõ ràng là hôm qua Văn Thanh chơi phòng ngự thì tạm được, chứ còn hỗ trợ tấn công là toàn là làm lỡ nhịp của đồng đội rất là nhiều. Văn Thanh sẽ cần phải khắc phục nếu mà muốn là có được, giữ được cái vị trí của mình ở đội tuyển. Chứ mình cũng thấy là bây giờ có rất là nhiều các cầu thủ trẻ là họ cũng phát triển về năng lực rất là nhiều.
Cảm ơn anh Lưu Quyết. Bạn Thảo Nhi, chào Dũng nhé, chị không bỏ sót một chương trình nào của Dũng và cũng luôn like cho bạn. Em cảm ơn chị Thảo Nhi rất nhiều. Chú Trần Đình Tâm, U19 Hoàng Anh Gia Lai. À, có cháu tên là Mô Chê chơi ở hàng tiền vệ, rất có triển vọng đó cháu. Dạ, cảm ơn chú Trần Đình Tâm. Bạn Nhật Huynh, đội hình 3 trung vệ rất cần sự cơ động của hai cánh, nhưng cánh Việt Nam mình yếu quá, không tạo được nhiều sự đột biến, nhất là bên cánh trái từ khi Văn Hậu chấn thương. Thực ra thì Văn Hậu cũng có những cái thời điểm mà bạn ấy bị huấn luyện viên Park Hang-seo chỉnh rất là nhiều. Bạn ấy cũng chạy sai chiến thuật, cũng bị điều chỉnh liên tục, và trong các buổi tập thì Văn Hậu cũng là một cầu thủ mà bị thầy Park quát rất là nhiều. Sau này thì đến một cầu thủ khác cũng bị huấn luyện viên Lee Young-jin yêu cầu, và nói chung là chỉnh sửa quá nhiều mà đến cái mức mà xử lý bóng sai, và có cái cảm giác là chỉ cần chạm vào trái banh là bạn ấy bị té liền á. Đó là Văn Toàn, là cũng kiểu là bị mắng rất là nhiều ở trên sân, mà dẫn đến là bạn ấy có cái dấu hiệu là bị thiếu cái sự tự tin luôn á, khi mà xử lý bóng luôn á. Bạn Tuấn Hoàng, bạn kêu mình là kéo rèm à, bạn bị ngược sáng đúng không? Ở nhưng mà mình, mọi người nhìn hình ảnh có ok không ạ? Có bị ngược sáng lắm không? Tại vì mình còn có một cái đèn ở phía trước nữa để nó giảm lại cái ánh sáng ngược ở phía sau. Không biết là mọi người xem màn hình có bị lóa không ạ? Mình thì thấy là trên cái màn hình của mình thì mình thấy vẫn khá ổn. Mình xin phép gửi đến anh chị em một 45 giây quảng cáo cho thương hiệu supersport.com.vn. Xin mời cả nhà cùng theo dõi trước khi chúng ta tương tác với nhau một chút nữa. Là mình tranh thủ mình đi đón con gái. Một tháng rồi, một tháng kể từ thời điểm mà hai đứa nhỏ nhà mình là bắt đầu đi thi. Một đứa thì chuẩn bị đi học lớp 1, một đứa thì lo chuẩn bị thi học kỳ, nên là mình phải gửi về cho ông bà. Thì rất may là sau khi mà gửi hai cháu về ông bà được một tuần thì hai vợ chồng mình bị dương tính, cho nên là cũng không lây cho hai bé. Và tính từ thời điểm đó đến giờ là một tháng rồi mình chưa được gặp con của mình. Thì hôm nay là về và quyết định là đi đón con về. Rất cảm ơn cả nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục tương tác tiếp theo. Bạn Kim Mây, chào anh. Từ thời thầy Park đến nay, lúc nào cũng có 7 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai hết, mà sao có những người lúc đội thắng thì chỉ biết tung hô từng cá nhân, còn lúc đội thua cứ lôi mấy bạn Hoàng Anh Gia Lai ra mà chửi vậy, nhìn mà xót. Bóng đá là như vậy. Không chỉ có Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Viettel hay bất kỳ ai, Messi, Ronaldo cũng sẽ bị chửi tưng bừng hết nếu như đội nhà thua. Các bạn lên Facebook, các bạn lên Twitter, các bạn lên YouTube, các bạn xem thử, các bạn lên các tờ báo lớn của thế giới, trong ngày hôm nay các bạn sẽ thấy gì? Những cái sự mỉa mai, những cái lời chỉ trích, những cái câu troll, thậm chí là bôi nhọ một đội bóng, một đội bóng được rất nhiều người hâm mộ bóng đá yêu quý, đội tuyển Ý. Hôm qua Ý thua
Bắc Macedonia đúng không? 0-1, bàn thua ở phút 90 cộng 2 và coi như lỡ hẹn với World Cup. Hai kỳ World Cup liền không vượt qua được vòng bảng, và cũng hai kỳ World Cup liền không góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Rõ ràng là đội tuyển Ý đang chịu, phải nói là chỉ trích khủng khiếp. Mặc dù là mới chỉ cách đây chưa lâu thì họ lên ngôi vô địch của Euro. Các bạn thấy rồi, người hùng thì người hùng, vèo một cái thì là ăn chửi, coi như là chửi tan nát hết luôn. Chiellini rồi, tất cả mọi người, là tất cả các thành viên của đội tuyển bây giờ là chắc chắn là bị chửi dài 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 cho đến cái vòng chung kết World Cup. Lúc đó sẽ vẫn bị lôi tên ra để nhắc lại. Bóng đá nó là như vậy. Bóng đá là gì? Bóng đá là cuộc sống mà. Bạn không thể cấm được người khác nói gì về, bày tỏ quan điểm về một cái vấn đề. Ngày hôm qua chẳng hạn, trận đấu của đội tuyển Việt Nam, khán giả họ coi, họ hoàn toàn có quyền phản ứng, thất vọng, chỉ trích bất kỳ một cầu thủ nào mà họ thấy đá không được. Làm sao chúng ta cấm được họ? Họ có cái quyền của họ và cái suy nghĩ của họ như vậy. Ở trên sân mình ngồi đây mà anh em phóng viên, đồng nghiệp ở bên xung quanh họ chê Tiến Linh, họ chê Văn Thanh, họ chê cả Tuấn Anh, họ chê Tấn Tài. Khán giả ngồi xung quanh mình, trời ơi, chửi. Có những người chửi luôn. Mà mình thấy rằng là ở dưới sân các em vẫn đang đá, nhưng mà trên thì họ chê. Cái chuyện đó mình thấy là rất bình thường. Chẳng lẽ lúc đó mình đứng lên mình cãi lộn với họ? Đâu giải quyết được vấn đề gì, vì đó là quan điểm của họ mà. Họ hoàn toàn có cái quyền bày tỏ cái quan điểm của họ chứ. Họ nhìn vào cái hiện tượng, cái sự vật như vậy, và họ thấy như vậy, họ cần phải bày tỏ quan điểm như vậy. Không có thể nào mà trách được họ. Bây giờ mỗi người sẽ có một cái quan điểm, mỗi góc nhìn khác nhau. Bạn Hà Hoàng, đợt này có phóng viên nào đi tác nghiệp Nhật Bản không anh? Có Bá Huỳnh của FPT. FPT là đơn vị truyền hình sở hữu bản quyền của vòng loại World Cup, cho nên là họ cử phóng viên Bá Huỳnh đi theo đợt này, để hai người lận, một người quay và một người là làm về nội dung biên tập, để mà mang đến cho khán giả của chúng ta ở nhà những cái thước phim, những cái hình ảnh về toàn bộ cái chuyến hành trình của đội tuyển. Ngày hôm qua thì mình có trò chuyện với một bác sĩ của đội tuyển Việt Nam. Mình hỏi là ủa giờ qua bên đó thì tình hình như thế nào? Thì bác ấy chia sẻ là quải lắm. Bây giờ là tụi em qua bên đó nhá, là mỗi người ở một phòng. Cả bác sĩ cũng ở một phòng. Và các cầu thủ, mỗi cầu thủ, mỗi thành viên của ban huấn luyện là ở một phòng chứ không ở chung với nhau. Nên là cái cảm giác thứ nhất là buồn là có. Cái thứ hai nữa là yêu cầu hạn chế tuyệt đối cái việc tiếp xúc với nhau. Tùy vào cái thời điểm mà ví dụ như tập luyện và massage ra, thì còn lại là thời gian còn lại là phải hạn chế tuyệt đối cái việc tiếp xúc. Nên là phải nói là Nhật họ làm chặt lắm anh ơi. Nói chung là cũng khó khăn đó, cũng cảm thấy rằng là cũng mấy ngày tiếp theo này là cũng cái việc mà ví dụ mà phân công để mà đi massage chân cho các cầu thủ, massage cơ cho các cầu thủ là cũng phải chia ca ra và phải có sự đồng ý của bên Nhật này nọ đó, khổ lắm, bong bóng khép kín như vậy đó. Là mình thấy là cũng có rất là nhiều cái vấn đề về cái chuyến đi này, nó cũng rất là gò bó bí bách. Bạn Nguyễn Trung Anh Dũng, có biết lý do nào thầy Park không thích Hữu Tuấn Hoàng Anh Gia Lai? Mong anh nói rõ ràng hơn. Không bao giờ mình nói cái chuyện này ra. Mình có biết mình cũng không nói. Đây mình còn không biết nữa. Mình chỉ biết là không thích thôi. Thế thôi. Còn làm sao, vì sao không thích? Có bao giờ mà ông đi chia sẻ cho trợ lý hay đi chia sẻ cho bất kỳ một ai là tại sao tôi không thích cầu thủ đó đâu? Không bao giờ đâu. À Mít, bác về tới nhà rồi Mít ơi. Bác chuẩn bị đi đón chị Rô rồi. 5 phút nữa là bác sẽ chạy lên trường bác đón chị Rô.
Nguyễn Bá Tuyền. Xin chào bạn, vì Covid nên các cầu thủ Việt Nam sức rướng kém nên để mất bóng nhiều, truyền sai địa chỉ. Hậu Covid. Họ gọi là hậu Covid à? Không, đúng là mệt, mệt thiệt, nhiều bạn mệt chứ không phải là không mệt đâu. Cũng phải điều chỉnh lại cái hơi thở và phải đi kiểm tra cái CT đó. CT bao nhiêu nữa? Các bạn ấy cũng thực sự là cũng không 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 thể nào mà nhờn với cái Covid này được. Rõ ràng là cũng phải cố gắng 5K, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Tuyền bóng đá, anh Dũng hôm nào xuống PVF có ới anh Tiến thì báo em nhé, rất quý anh. Tuyền bóng đá nào đây em ơi, có phải là Tuyền kia không? Hôm vừa rồi là mình không rủ Tuyền với lại Đỗ Kim Phúc xuống cùng được. Nhưng mà cái trận mà chung kết của giải U19 tới đây nè, mình cũng sẽ có mặt ở PVF thì hy vọng rằng là một số anh em đi cùng xuống, giao lưu luôn với các anh em ở dưới Hưng Yên thì vui. Bạn Linh Vlog không được bổ sung thêm cầu thủ Hà Anh mà thầy Park không bổ sung. Không em, cái vấn đề là bổ sung hay không thì không quan trọng bằng cái vấn đề là Nhật họ có cấp visa không. Ở thời điểm này thì Vũ Tuyên Quang là ở nhà, lý do là bạn ấy thủ môn á, là bạn ấy không có được cấp visa, không kịp, xin không kịp, xin bổ sung lên là thua. Bạn Nguyễn Hiên bày tỏ quan điểm là đúng nhưng dùng lời lẽ vô văn hóa thì không nên thỏa hiệp và cổ súy nhà báo ơi. Đúng vậy, bất kỳ ai có bất kỳ những cái câu nào mà mang tính chất là thiếu văn hóa, vô văn hóa ở trên kênh là lập tức ra đảo ngay và luôn. Mình không bao giờ để cho những ai lên kênh và có những cái bày tỏ quan điểm mà theo kiểu kích động hoặc là có những cái lời lẽ thiếu văn hóa cả. Nên là bạn Nguyễn Hiên cứ yên tâm, kênh của mình là không bao giờ chấp nhận có cái chuyện đó. Thôi cả nhà ơi, có lẽ là cũng đã không có thêm những cái tương tác nào mới nữa. Và hy vọng rằng là tối ngày hôm nay, khi mà trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường thì hy vọng rằng sẽ có những đoạn clip hay để gửi đến cho anh chị em. Còn bây giờ thì mình xin phép được gửi lời chào tạm biệt đến cả nhà. Ngoài đường quýt, rất cảm ơn thương hiệu supersport.com.vn đã đồng hành cùng với mình trong các chương trình livestream cũng như là trò chuyện về bóng đá Việt Nam trên cả hai kênh Ngoài đường quýt cũng như là Vlog Ngoài đường quýt. Hẹn cả nhà khoảng 9 giờ tối nay chúng ta sẽ cùng với nhau trò chuyện trên sóng Vlog Ngoài đường quýt này. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà một buổi chiều bình an, mạnh khỏe.